Quảng Hạo lên núi săn bắn, không ngờ lại gặp một con trâu rừng lớn. Tiếp nối tập trước khi Ái Quốc Hoa và Lý Lộ rời đi, Quảng Hạo và vợ về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, vì phải chuẩn bị hơn 100 cân thịt cho nhà hàng quốc doanh của Vương Phú Quý, nên Quảng Hạo sáng sớm đã lên núi Quỷ Đầu để bắt được nhiều con mồi hơn. Quảng Hạo đã làm hơn 20 cái bẫy. Quảng Hạo cũng không rảnh rỗi mà cầm dao cong tiến về phía trong núi. Hôm qua, anh ấy đã đặt bẫy trên con đường của Linh Dương, cũng đặt một cái bẫy ở đó. Vừa lúc hôm nay thiếu thịt, có thể đi xem bên Linh Dương có thu hoạch gì không. Tuy nhiên, khi đi đến nửa đường, anh ta bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên cạnh. Âm thanh rất đục, có lẽ chỉ có loài động vật lớn mới có thể phát ra âm thanh như vậy, tiếng động lớn như vậy. Xem ra lần này chắc chắn là một con vật khổng lồ. Anh siết chặt lưỡi dao cong, cúi thấp người xuống. Quảng Hạo cẩn thận tiến dần về phía con vật khổng lồ. Khi đến gần con suối nhỏ, Quảng Hạo kinh ngạc mở to mắt. Đó rõ ràng là một con trâu nước hoang dã trưởng thành, chiều dài cơ thể vượt quá 2,6 m. Vào những năm 70, trâu là một thứ rất quý giá. Vào thời kỳ đó, bò là tài sản của kinh tế tập thể, anh thậm chí không đủ tư cách để nuôi bò. Bây giờ nhìn thấy con trâu lớn này, Quảng Hạo lập tức có ý tưởng, nếu có thể lừa con trâu lớn này về. Tiểu Phương dù chẳng làm gì mỗi ngày, cũng có thể kiếm đủ công điểm. Nghĩ đến đây, Quảng Hạo nhìn vào mắt của con trâu nước mà mắt cậu hơi đỏ lên. Con trâu nước đang vui vẻ tắm trong dòng suối nhỏ, đột nhiên bị một đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp. Nó còn tưởng rằng có kẻ thù thiên địch nào đó đang ở gần, vội vàng lật người đứng dậy. Kết quả là quay một vòng, chỉ thấy một con khỉ không có lông, nhìn chằm chằm vào nó không rời. Con trâu nước hoàn toàn không sợ, thế là nó lại nằm xuống một cách lười biếng, trông rất nhàn nhã. Lúc này Quảng Hạo đang suy nghĩ làm sao để đưa con trâu này về. Cứng rắn chắc chắn không được, con này đã hoàn toàn trưởng thành, chỉ cần dùng chút sức là có thể húc bay tôi rồi, chỉ có thể dùng cách mềm mỏng thôi. Quảng Hạo chui vào rừng rậm, chẳng mấy chốc anh ấy đã lấy được một nắm lớn cỏ mà trâu nước thích ăn. Những cỏ này đều là những loại mà trâu nước thường rất hiếm thấy. Quảng Hạo tiến lại gần trâu nước và đưa cho nó cỏ. Ngoan nào, ăn hết chỗ cỏ này đi, em sẽ trở thành con trâu của anh. Con trâu lớn nghiêng đầu nhìn Quảng Hạo, không hiểu con khỉ không lông này đang nói gì. Những thức ăn mà anh ta mang đến có vẻ rất ngon. Con trâu lớn không biết thế nào là khách sáo, nó vươn cổ ra và ăn hết chỗ cỏ. Quảng Hạo cũng nhân cơ hội này vuốt đầu con trâu lớn. Con trâu lớn này tính tình thật là hiền lành, Quảng Hạo vuốt thế nào cũng được, nó không hề động đậy. Ăn no uống đủ, con trâu lớn kêu một tiếng về phía Quảng Hạo. Muốn tiếp tục ăn thì theo tôi xuống núi, nhà tôi có rất nhiều cỏ khô như thế này để ăn. Từ đôi mắt trong sáng của con trâu, Quảng Hạo bất ngờ thấy được một chút đầu tranh. Chẳng lẽ thật sự có chuyện sao? Chỉ với một chút cỏ khô có thể dụ một con trâu lớn về nhà. Lời quá rồi, đi thôi, đi theo tôi. Chỉ cần cậu đi theo tôi, sau này cỏ khô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Con trâu lớn đi theo Quảng Hạo vài bước. Ngay khi Quảng Hạo nghĩ rằng mình đã thành công dụ được con trâu lớn đột nhiên dừng bước. Mặc dù rõ ràng nó còn lưu luyến đống cỏ trong tay Quảng Hạo, nhưng nó lại giống lên một tiếng dài, sau đó không ngoảnh đầu lại mà đi về hướng núi trong. Quảng Hạo nhìn bóng lưng con trâu lớn rời đi, cảm thấy hơi thất vọng. Cứ nghĩ như vậy là có thể dụ được một con trâu nước lớn về. Kết quả không ngờ mình đã nghĩ quá đơn giản. Nhưng nhìn xung quanh, Quảng Hạo lại phấn chấn lên. Con suối nhỏ này chắc là nơi trâu thường đến để tắm. Lần sau lên núi không có việc gì thì đến đây để tạo dựng tình cảm với anh ta. Vào đúng thời điểm, biết đâu còn có thể dụ anh ta quay về. Không bắt được con trâu nước lớn, Quảng Hạo cũng không quá thất vọng mà tiếp tục tiến về lãnh địa của đàn Linh Dương. Đi khoảng mười mấy phút, Quảng Hạo đã thành công đến được ranh giới giữa núi ngoài và núi trong, cũng là con đường mà Linh Dương đầu bò phải đi qua. Kết quả là khi đến đây, Quảng Hạo cảm thấy lòng lạnh buốt. Mấy cái bẫy treo chân được đặt trước đó không chỉ không bắt được con mồi mà hầu hết các bẫy đều bị phá hỏng gần hết. Sau khi Quảng Hạo ngồi xuống kiểm tra kỹ lưỡng, anh phát hiện ra rằng thì ra nơi này không chỉ là con đường mà Linh Dương đầu bò phải đi qua, nhiều loài động vật cũng đi qua đây. Trong đó có một vài dấu chân giống hình lá phong rất rõ ràng, nhưng dấu chân này là của lợn rừng. Lợn rừng thì rất khỏe mạnh, loại bẫy treo nhỏ này chắc chắn không giữ nổi con lợn rừng to lớn. Cuối cùng chúng đã phá hủy hết. Những kẻ phá hoại hàng loạt, đợi khi tao có súng săn, nhất định tao sẽ giết hết tụi mày. Chửi lũ heo rừng xong, Quảng Hạo lại bắt đầu chỉnh lại bẫy treo chân. Lần này anh ấy đã khôn hơn, cố tình đặt bẫy ở chỗ kín đáo hơn một chút, để lũ heo rừng khó phát hiện ra. Sau khi bổ sung lại bẫy treo chân, Quảng Hạo bỗng nghe thấy tiếng động từ bụi cỏ bên cạnh, một tiếng kêu nhỏ nhẹ, đó là tiếng của một con dê sừng vằn. Vạch bụi cỏ ra, Quảng Hạo liền nhìn thấy một con dê sừng vằn. Nhìn qua ước chừng chỉ khoảng hơn 50 cân, chân sau của nó bị một sợi dây cỏ cuốn chặt xuống đất. Nhìn nó trong bộ dạng này, chắc là đã theo dõi từ lâu rồi. Cơ hội tốt như vậy, làm sao Quảng Hạo có thể bỏ qua? Cơ thể lao nhanh như tia chớp, dễ dàng hạ gục con Linh Dương đốm. Cuối cùng phát hiện ra, sợi dây cỏ này chính là bẫy chân treo mà cậu ấy tự làm. Chỉ có thể nói rằng vận may của Quảng Hạo thật sự rất tốt, hay đến mức không thể ngăn lại săn Linh Dương đốm. Quảng Hạo bắt đầu trở về ngọn núi ngoài. Đến ngọn núi ngoài, Quảng Hạo hơi ngạc nhiên, hơn 20 cái bẫy lồng lại một lần nữa đầy ắp. Không có một cái lồng nào trống, thậm chí có vài cái lồng còn bắt được hai con mồi. Đặt Linh Dương xuống, Quảng Hạo suýt nữa bận đến phát điên. Hơn một giờ đồng hồ,
cuối cùng cũng bắt xong các con mồi trong hơn 20 cái lồng bẫy. Bắt xong hết rồi, nhẹ nhàng thu hoạch, tổng cộng bắt được hơn 20 con gà rừng, tổng cộng cũng gần 40 cân, trong đó còn có 4 con chuột tre, mỗi con đều rất béo, cộng lại cũng gần 16 cân. Cuối cùng và cũng là thu hoạch quý giá nhất, đó là bắt được 3 con hoa vĩ trinh cơ. Thế nhưng, thứ này được coi là một trong bát chân truyền thuyết, biệt danh Phi Long, đây là thứ hàng đỉnh nhất. Trên trời là thịt rồng, dưới đất là thịt lừa, trên trời là thịt rồng. Cái này không bán nữa, để dành tối làm gà ăn mày cho vợ ăn. Vương Phú Quý cần 100 cân thịt, Quảng Hạo đã hoàn thành chỉ trong một buổi sáng. Sau đó, anh ta bỏ con mồi vào bao tải và bắt đầu xuống núi. Vừa về đến nhà, Quảng Hạo mệt đến gần chết. Quảng Hạo bất đắc dĩ phải đến nhà trưởng thôn mượn xe đạp. Trưởng thôn Ngưu Sơn rất tốt với dân làng, nghe nói muốn mượn xe đạp, không nói hai lời liền đồng ý. Nhưng xe đạp bị người khác đi mất rồi, phải đợi đến chiều mới đưa về. Quảng Hạo không có cách nào, chỉ có thể ở nhà trưởng thôn đợi đến chiều. Quảng Hạo bên đó đang đợi xe đạp, còn Vương Phú Quý bên này thì đợi Quảng Hạo, đợi như kiến trên chảo nóng vậy. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, lãnh đạo lớn trong thành phố dẫn theo một vài người phụ trách công ty quốc doanh đến khảo sát tình hình, nghe nói ngay cả thị trưởng cũng bị kinh động. Thời gian đến bữa tối càng ngày càng gần, nhưng chợ thịt mà Quảng Hạo đã hứa vẫn chưa đến. Vương Phú Quý hoàn toàn hoảng loạn. Lưu Cương à, hay là anh đi đến thôn Thạch Phong xem thử, bây giờ đã 3 giờ rồi, sao anh em Quảng Hạo vẫn chưa đến? Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đi bộ thì chậm quá, đi xe đạp của tôi đi. Nhanh lên. Được rồi, quản lý Vương. Lưu Cương nhanh chóng đi đến nhà kho của nhà hàng quốc doanh, đã bị một người phụ nữ với khuôn mặt khó chịu chặn lại. Đó chính là Trịnh Hồng Mai từ cửa hàng cung ứng. Ồ, Lưu Cương, anh đang vội vàng định đi đâu vậy? Có phải là đi tìm thằng em Quảng Hạo của anh không? Haha, có phải nó không kiếm được nhiều thịt như thế không? Cho các anh leo cây, nên không dám đến. Theo tôi thấy, quản lý Vương của các anh đúng là một trò cười. Tin tưởng một người nhà quê. Giờ thì tốt rồi, nhiều lãnh đạo đến mà không có đồ ăn thì chắc chắn gặp rắc rối lớn. Tránh ra chỗ khác đi, tôi không có thời gian để cãi nhau với chị ở đây. Đừng đi, chờ anh em của anh Quảng Hạo mang thịt tới. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát, nếu không sau này cầm cá của tôi giao hàng sai, tôi không biết tìm ai chịu trách nhiệm đâu. Cô đúng là đàn bà điên rồ. Chúng tôi lúc nào dùng cá để thay thịt đâu, tôi chỉ muốn đi xem anh Quảng Hạo đến đâu rồi. Cô mà cản tôi nữa, tôi sẽ nổi điên đấy. Này, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Anh dựa vào đâu mà chửi tôi? Đi đi đi, tôi sẽ tìm quản lý Ngưu của bọn ta để phân xử. Lưu Cương xem như đã hiểu rõ rồi, người phụ nữ này rõ ràng đến đây chỉ để gây sự. Hai người cứ như vậy mà đối đầu ở cửa. Này Cương ca, anh thực sự đói rồi hả? Sao lại còn dây dưa với Trịnh Hồng Mai nữa rồi? Ôi trời, Quảng Hạo huynh đệ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lưu Cương ngẩng lên, phát hiện người gọi mình chính là Quảng Hạo, vội vàng rời Trịnh Hồng Mai bước đến bên anh ta. Quảng Hạo huynh đệ, sao rồi, sao rồi, thịt mà giám đốc chúng ta yêu cầu đã mang qua chưa? Hôm nay đều là các lãnh đạo cấp cao đến đấy, nghe nói họ sẽ bàn về một việc rất quan trọng đối với gia thành chúng ta. Cậu cứ yên tâm đi, đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu rồi. Ở tập trước, Quảng Hạo đẩy con mồi của mình vào nhà hàng quốc doanh. Vừa vào trong nhà, Quảng Hạo mở chiếc bao, con sơn dương tươi rơi ra từ chiếc bao. Mọi người có mặt đều sững sờ. Thời này, ai nấy đều rất tò mò. Nhưng ai đủ khả năng mua thịt heo đều là người giàu có, chứ đừng nói đến thịt cừu hảo hạng hơn. Đây là thịt linh dương phải không? Không phải là loài này đã tuyệt chủng rồi sao? Quảng Hạo, anh bạn, cậu lấy từ đâu ra thế? Hi hi, anh Vương, nơi thợ săn săn bắn luôn là bí mật mà. Cái này không thể nói bừa được. Đúng rồi, ngoài con linh dương đốm này, tôi còn bắt được mấy con gà núi. Anh xem có đủ dùng hôm nay không? Đủ rồi, nhiều nguyên liệu quý thế này, thật sự là quá đủ rồi. Mấy món thịt này để tôi giữ trước, giá cả và khối lượng tính sau. Lãnh đạo bây giờ gần như đã đến hết, tôi phải nhanh chóng bắt đầu. Đợi tôi làm xong rồi đến, rồi tính tiền cho cậu. Với Vương Phú Quý, Quảng Hạo rất tin tưởng, đang định đồng ý ngay. Đột nhiên cảm thấy quần áo bị kéo chặt lại, quay đầu lại nhìn, thì ra là Trịnh Hồng Mai. Không biết từ lúc nào đã nắm lấy áo anh ấy. Anh Quảng Hạo, giám đốc Vương không trả nổi giá đâu, bán cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền mặt cho anh ngay bây giờ. Tôi trả 2 tệ cho món gà này. Bán cho tôi đi. Hiếm khi Trịnh Hồng Mai ra giá hợp lý, nhưng Quảng Hạo hoàn toàn không muốn làm ăn với cô ấy. Anh ấy chuẩn bị từ chối cô, thì Lưu Cương không thể kiềm chế được. Anh ấy nhanh chóng kéo Trịnh Hồng Mai ra. Trịnh Hồng Mai, đủ rồi đấy. Cô không hiểu à? Lãnh đạo đến rồi, chúng ta phải lên món ngay. Nên lát nữa tính tiền. Anh em Quảng Hạo này, yên tâm, lát nữa dê hoang. Cho cô 4 miếng. Gà đen cho cô 3 miếng. Đảm bảo giá cao hơn Trịnh Hồng Mai đưa. Lưu Cương, cậu có ý gì đây? Cướp việc làm ăn của tôi trước mặt tôi à? Bà đây không phải dạng dễ bị dọa đâu. Linh Dương, bà đây ra 5 đồng, gà cuộn cũng ra 3 đồng rưỡi. Ai ra giá cao hơn đúng không? Tôi đây hôm nay sẽ đấu với cậu tới cùng. Giá cao hơn đúng không? Linh Dương, tôi ra giá 6 đồng. Gà tươi, 4 đồng. Chị có muốn tăng giá không? Vương Phú Quý lạnh lùng nhìn Trịnh Hồng Mai. Trịnh Hồng Mai đã bị kích động, chuẩn bị tiếp tục ra giá. Bỗng nhiên nhớ ra đây là quản lý nhà hàng quốc doanh, chức vụ cao hơn bà ta 2 cấp. Chọc giận anh ta không phải là một lựa chọn tốt. Đưa cho các cậu. Chuyện có gì to tát đâu, Quảng Hạo thì chẳng nói gì. Trịnh Hồng Mai, con mụ này, tự nhiên bị kích động một trận.
Vậy mà tự đẩy mình lên giá thu mua sáu đồng. Giá này bình thường đừng nghĩ tới mà có thể lấy được. Tự mình tăng một đợt giá, mình chẳng làm gì cả. Thật là lời to. Món ở bàn số 6 xong chưa? Nếu không lên món, lãnh đạo đều phải liếm đĩa rồi. Món gà tắc tường vẫn đang đánh nhau. Chờ thêm 10 phút nữa. Bàn số 3 vẫn chưa lên món. Lãnh đạo đang đói bụng, mọi người đang làm đấy. Tôi còn đang xào món cho bàn số 5. Đừng có hối tôi. Nhìn thấy nhà hàng quốc doanh, mọi người chắc còn phải bận rộn lâu. Quảng Hạo quyết định cứ mượn dụng cụ nấu ăn ở nhà ăn quốc doanh, rồi nấu bữa tối nay luôn, nếu không về trễ. Vợ cũng không kịp ăn. Anh Vương, tôi mượn bếp một lát, để nấu bữa tối cho vợ tôi. Cứ tự nhiên, muốn ăn gì thì nấu. Tính cho tôi, không tính thiệt thòi cho Quảng Hạo. Nguyên liệu đã dùng bao nhiêu đều rõ ràng từng chút một. Gia vị của nhà hàng quốc doanh còn phong phú hơn nhà họ nhiều. Hơn nữa vừa hay có mấy cái nồi đồng. Quảng Hạo quyết định nấu một bữa lẩu dê. Không lâu sau, mùi thơm cay đặc trưng của lẩu đã thu hút Vương Phú Quý đến. Mùi gì thế? Sao mà thơm quá vậy? Anh em Quảng Hạo, trong xương ống này nấu cái gì vậy? Đây là cách ăn lẩu rất đơn giản. Nhúng thịt cừu vào là ăn được ngay. Vương Phú Quý không kìm nổi, cắp một miếng thịt cừu, nhúng vào rồi bỏ vào miệng. Thịt cừu ngọt thanh và mịn màng, không có chút mùi tanh đặc trưng của thịt cừu. Món dạ dày ngon không thể tả. Trời ơi, lẩu còn có thể ngon thế này. Ha ha, chủ yếu là vì thịt cừu núi không có mùi tanh, nên mới ngon như vậy. Đúng lúc bàn số 3 còn thiếu món chính. Lưu Cương, nhanh lên, nhanh chóng mang cái nồi đồng này cho lãnh đạo. Không phải cái gì cũng mang cho lãnh đạo đâu. Đây là tôi làm, tôi muốn mang về để vợ ăn. Nếu lãnh đạo đã nói, Lưu Cương không dám chậm trễ, cười xin lỗi với Quảng Hạo. Ôm lấy nồi đồng rồi chạy, thậm chí ngay cả thịt dê đã cắt sẵn cũng không bỏ qua. Hê hê, anh Quảng Hạo, anh cũng thấy rồi đấy. Bây giờ chúng tôi bận rộn đến mức sắp thành con quay rồi. Cầu xin anh đấy, nồi lẩu này nhường cho tôi đi. Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tính phí gia công cho bạn. Thôi để tôi tự làm thêm một nồi nữa. Lát nữa lãnh đạo chê tôi nấu không ngon. Đừng đổ lỗi cho tôi nhé, là các bạn tự giành lấy đấy. Ha ha ha, làm sao mà thế được, món này tôi đã nếm qua. Ngon đến không ngờ luôn. Vương Phú Quý cười nói, kết quả vừa mới nói xong, Lưu Cương đã vội vã chạy vào bếp. Không xong rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn thấy tình trạng của anh ta, Quảng Hạ trong lòng hồi hộp. Vương Phú Quý cũng thấy lo lắng, nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chuyện gì lớn lắm à, cứ từ từ nói, rốt cuộc là sao? Lâu ở bàn số 3 ngon quá trời, mấy lãnh đạo khác không được ăn, họ đang nổi trận lôi đình. Nói chúng ta có phải đang phân biệt đối xử không? Giám đốc, anh mau ra xem đi. Vương Phú Quý nghe thấy vậy, không nhịn được nuốt nước bọt cái ức. Bất ngờ nắm chặt tay Quảng Hạo. Quảng Hạo láo đệ, nhanh lên, nhanh làm thêm vài nồi lẩu nữa. Chỉ có lâu của cậu mới khiến họ yên lặng lại. Coi như anh đây nợ cậu một món nợ lớn. Lần này chỉ cần cậu chịu giúp tôi, sau này chỉ cần không xáo phạm kỷ luật, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Quảng Hạo vừa nghe xong, cả người ngơ ngác luôn. Vương Phú Quý sau này là người đứng đầu Tây Nam đấy. Rõ ràng là nhân vật lớn, để anh ta nợ một món ân tình. Thì thật không thể dùng lời để diễn tả, nếu không phải vì hợp tính với cậu. Việc này tôi thật sự không giúp, chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau, ha ha ha. Cảm ơn em trai Quảng Hạo nhé. Tiếp theo Quảng Hạo sẽ dốc hết sức, làm liền 6 nồi lẩu. Con linh dương nặng hơn 50 cân đã được làm sạch sẽ. Lãnh đạo rất hài lòng với món ăn. Cuộc tiếp đãi của Vương Phú Quý đã thành công mỹ mãn. Cậu lần này làm rất tốt. Cố gắng thêm nhé, lần sau cậu sẽ được làm quản lý. Vương Phú Quý vừa mới được điều làm giám đốc, bây giờ lại sắp được thăng lên làm quản lý. Tên lửa cũng không nhanh đến thế đâu. Anh ta cười đến mức miệng sắp méo rồi. Anh Quảng Hạo à, anh thật đúng là ngôi sao may mắn của tôi. Đi, đi, tính sổ nào. Anh yên tâm, lần này tôi chắc chắn sẽ cho anh một giá vừa lòng. 10 phút sau, Vương Phú Quý đưa cho Quảng Hạo 546 đồng. Khi Vương Phú Quý tính ra con số này, anh ấy cũng bị sốc. Phải biết rằng bây giờ là những năm 70, mọi người mỗi ngày ra đồng kiếm công điểm, chỉ có vài hào tiền thu nhập, ngay cả nhân viên trong thành phố, một tháng cũng chỉ kiếm được vài chục đồng. Anh Quảng Hạo, anh kiếm nhiều tiền như thế này trong một năm sao? Anh thật sự giỏi quá. Giá thu mua hôm nay không phải là giá bình thường. Thịt linh dương 6 đồng, thịt gà nuôi 4 đồng, tất cả đều là giá tăng sau khi Trịnh Hồng Mai bị kích thích. Thôi kệ đi, anh Vương, chúng tôi sẽ cung cấp thịt cho nhà hàng quốc doanh của các anh trong thời gian dài. Cứ tính theo giá bình thường nhé. Đừng để tâm đến những lời nóng giận của Trịnh Hồng Mai. Vừa nói xong, Vương Phú Quý ngây ra một lúc, anh ta không ngờ rằng Quảng Hạo lại chủ động yêu cầu giảm giá. Phải biết rằng, bây giờ chỉ cần vài đồng là có thể đủ cho cả nhà ba người ăn mấy ngày liền. Nếu tính theo giá bình thường, Quảng Hạo sẽ mất hơn 100 đồng thu nhập. Đó là thu nhập của một nông dân trong một năm đấy. Nói giá nào thì là giá đó. Anh em Quảng Hạo nghĩ rằng nhà hàng quốc doanh của chúng ta không trả nổi sao? Tôi không có ý đó, mà là giá này thật sự không hợp lý. 6 đồng một cân dê rừng, trừ tiền công và chi phí, lợi nhuận của quán ăn quốc doanh gần như bằng không. Tôi không thể ăn no một mình.
mà lại không cho anh Vương uống một hớp canh nào. Thật sự ích kỷ như vậy thì sau này làm sao chúng ta còn là anh em nữa. Thật ra giá thu mua này đúng là hơi cao, đến mức mà anh ấy cũng khó có thể chịu nổi. Nhưng giá đã được đưa ra, một thời gian sau lại giảm giá cho Quảng Hạo. Vậy còn là người không? Kết quả là Quảng Hạo đã nghĩ đến điều đó từ lâu, chủ động yêu cầu giảm giá. Giữ thể diện, quả thật đã chăm sóc Vương Phú Quý rất chu đáo. Quảng Hạo thật hiểu lòng người. Sau này chúng ta không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả anh em ruột. Hôm nay lời của anh em tôi đã nói ra, tất nhiên là không thể nuốt lời. Là 6 đồng thì là 6 đồng. Đại gia nói lời như đinh đóng cột. Nhưng giá thu mua sau này, chúng ta sẽ theo giá bình thường. Anh thấy sao? Tất nhiên không vấn đề gì. Một sự cố nhỏ, ngay lập tức khiến mối quan hệ giữa Vương Phú Quý và Quảng Hạo trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thậm chí khi Quảng Hạo chuẩn bị rời đi, Vương Phú Quý còn đích thân tiện anh ra ngoài. Vị đại ca tương lai của Tây Nam này thật sự coi anh ấy như anh em ruột, nhiệt tình quá mức.